Giới thiệu với bạn, đây là router dùng để phát sóng Wi-Fi của hiệu Tenda. Chức năng của cái router này là hút tín hiệu Wi-Fi từ modem Wi-Fi của nhà mạng rồi khuếch đại tín hiệu Wi-Fi mạnh hơn để bạn có thể truy cập Internet xa hơn và cao hơn, như từ lầu 1 tới lầu 5 chẳng hạn. Bạn nào không biết cài đặt bộ nâng cấp sóng Wi-Fi này, sẵn tiện mới mua về xài thử Tiun chỉ luôn nha. Tại hôm nay gọi lên FPT nói nhân viên kỹ thuật xuống cài đặt giùm, đợi hoài xuống rồi cũng không có cài đặt được. Vì không biết cách cài đặt nên Tiun phải tự xử luôn. Trong đây gồm có một cái modem, rồi dây cắm điện, dây LAN, cái bộ đĩa cài này thôi, cái này thì không cần thiết. Tiếp theo đó rồi Tiun chỉ cần cắm cái dây điện này vô ổ điện rồi bắt đầu là cái Wi-Fi này nó bắt đầu nó phát sóng ra rồi. Sử dụng mình kết nối là Wi-Fi không dây luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ đi lên máy tính, chúng ta sẽ đi vô cái Wi-Fi. Đây là cái mạng Wi-Fi ở lầu 2 của Tiun. Còn đây là cái Wi-Fi của cái Tenda. Bây giờ Tiun connect vô trong nó. Giờ chúng ta sẽ xem địa chỉ đăng nhập vào trang web của cái router này để tiến hành cài đặt tính năng khuếch đại sóng Wi-Fi. Thời sinh viên Tiun học về networking nên cài đặt Wi-Fi là đồ cùi bắp thôi. Tuy học giỏi về mạng nhưng mà không có tốt nghiệp, chỉ không thích đi học, kiến thức không có bao nhiêu mà đóng tiền quá nhiều. Trước tiên mình phải đổi địa chỉ IP của cái router để không bị trùng lắp với địa chỉ IP của modem Wi-Fi do nhà mạng cung cấp, nên Tiun đổi từ số 1 thành số 3. Sau khi học hết các chứng chỉ về networking, Tiun còn mấy môn phụ như composition, public speaking, rồi môn chính trị mà đóng tiền chỉ đâu gần 5.000 đô la. Sẵn đang có cơ hội việc làm thiết kế web nên Tiun bỏ học đi làm luôn. Mà giờ nhìn lại thấy học xong ra trường cầm cái bằng cao đẳng cộng đồng Houston Texas cũng chả có lợi ích gì. Chẳng lẽ đi học thiệt giỏi để làm công cho người thường? Học kiến thức của người thường càng nhiều chỉ càng làm cho chúng ta cảm thấy tự mãn, dễ đánh mất đi tính khiêm nhường. Làm ngăn cản việc thành tiên của chúng ta là chắc chắn, nên học càng cao đối với người cá là không cần thiết. Tiếp theo đổi tên sóng Wi-Fi của cái router Tender này thành tên Tiun luôn cho dễ nhớ. Nó nằm trong menu Wireless với chỉnh lại thông số 1 TB Power. Vậy là ok rồi. Bạn sẽ thấy tên sóng Wi-Fi Tender đã đổi thành Tiun rồi nhé. Chúng ta sống không phải thành công trên con đường danh vọng, mà là để tạo ra sự bình yên cho thế gian. Bảo vệ thiên nhiên và động vật mới là sứ mệnh của chúng ta. Tài năng chắc chắn là luôn phải có, chứ không phải đi học mấy cái linh tinh vẽ vời trong trường để moi tiền sinh viên. Người thường tạo ra trường lớp để làm tiền các bạn, nhưng chắc chắn không thể cho các bạn trí tuệ để giải thoát. Bạn thấy mấy người nổi tiếng trên thế giới có ai học cao không? Chúng ta phải học theo Phật, theo Chúa, chứ đừng học theo người thường. Học những thứ chúng ta cần, chứ không học những thứ chúng ta không thích. Đó là lý do Tiun đi học từ nhỏ tới lớn chỉ được học sinh khá. Vì những môn không thích Tiun không bao giờ học, cũng không có giỏi gì cả. Cái nào thích mới học thôi. Mà nhờ vậy Tiun mới có sự nghiệp như hôm nay, trở thành công ty website phần mềm quảng cáo đứng đầu top Google ở Việt Nam, làm việc với hàng trăm công ty tập đoàn nổi tiếng thế giới. Đổi tên địa chỉ và tên sóng Wi-Fi xong rồi mình vô lại phần admin của cái router, nhấn vào đường link Advanced, chọn mục Wireless, kiểm tra xem đúng chuẩn network chưa. Nếu đúng rồi, chọn Wireless Extender, nghĩa là khuếch đại mạng không dây. Chọn đúng chức năng này để dò tìm sóng Wi-Fi của cái modem tên Tiun. Sau đó gõ pass Wi-Fi của modem tên Tiun vào. Nhấn OK nữa là hoàn tất việc share sóng Wi-Fi từ modem Tiun sang router Tiun. Quá đơn giản đúng không nào? Mà nhìn lại cũng muốn từ bỏ công nghệ luôn rồi. Vì kiếm tiền thả thú cũng không còn quan trọng bằng việc giúp người thường thành người cá nữa. Hôm nay cài đặt mạng wifi thấy nhớ kỷ niệm sinh viên từng hack sạch wifi của trường học, làm quá tải server của trường. Bởi vậy làm người thường mà càng ăn học càng cao, phá hoại càng nhiều hơn là bảo vệ. Giống như làm hacker mũ trắng thì trước tiên bạn phải thành mũ đen. Bạn phải tìm tòi hack phá chỗ này chỗ kia, bạn mới quen dần, mới có thể bảo vệ hệ thống mạng của mình tốt được. Đó cũng là lý do mà Tiun không muốn học nhiều kiến thức của người thường quá, mà chỉ học kiến thức của vũ trụ, của trái đất, của thiên nhiên, của đấng tạo hóa. Có được cái kiến thức đó mới làm chủ được bản thân, giữ được thân tâm ý trong sạch để có thể đạt đến trí tuệ vô sư, biết tất cả. Học 1 biết 100, biết 1000. Cái đó mới vi diệu. Trở thành người cá là cách tốt nhất để bạn có được điều đó. Hồi sinh viên tôi còn tạo ra một cái kênh YouTube rất là nổi tiếng, khiến cho nhiều cái nhà mạng quảng cáo ở Việt Nam muốn làm đối tác với Tiun. Kênh nó cũng được mười mấy triệu sub, rất là khủng khiếp. Nhưng mà một lần tình cờ không hiểu rõ về YouTube, up mấy cái video clip có bản quyền của Vân Sơn, nên bị thông báo chặn luôn, xóa luôn kênh YouTube mười mấy triệu sub của Tiun. Nhờ cái kênh YouTube đó đó nha, Tiun đã giúp được nhiều người thoát được hoàn cảnh khó khăn của mình. Giống như Tiun giúp một cái cô mà bán phá lấu bò. Lúc đó cô ta rất nghèo, bán ở ngoài vỉa hè. Sau đó Tiun làm YouTube quảng cáo về cô ấy, khiến cô ấy đạt được mấy triệu view luôn. Bây giờ nhìn lại thấy cái quán phá lấu bò của cô Tám thiệt là quá khủng khiếp. Một cái nhà bự chà bá luôn, cũng nằm trên con đường đó nhưng mà không còn nằm ở trên hẻm nữa, mà là nguyên một cái tòa nhà bự để bán phá lấu bò. Đó, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nhờ cái YouTube của Tiun mà thành công lắm. Bởi vậy tôi am hiểu về internet, về mạng quá rõ rồi, tôi biết các chiêu trò của các YouTuber ở Việt Nam. Lên đây chủ yếu câu view kiếm tiền chứ không có tạo ra cái gì có ích cho xã hội. Muốn càng làm nhiều việc xấu để nhiều người xem, để lấy ba cái đồng tiền rẻ rúng đó, sai lầm. Cả dòng họ của bạn sẽ bị khinh thường vì điều đó. Nên thay đổi đi mấy YouTuber Việt Nam ơi, ớn mềm quá.